Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 15 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung chính có trong chương trình. Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu tại hội nghị trực tuyến góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy. Trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Hưng Yên và kết nối tiêu thụ nhãn. Tỉnh Hưng Yên tựu trường sớm nhất vào ngày 29 tháng 8. Tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hành khách xe container. Sáng nay tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dự và phát biểu tại hội nghị trực tuyến góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định số 04 của Ban Bí thư về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh thành phố cơ bản nhất trí với dự thảo bổ sung sửa đổi quy định số 04 được Ban Tổ chức Trung ương xây dựng. Dự thảo đã đánh giá khách quan, toàn diện đầy đủ các ưu điểm hạn chế, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện. Việc tổ chức góp ý sửa đổi quy định số 04 là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Các đại biểu góp ý tập trung vào những quy định chung có tính nguyên tắc về số lượng lãnh đạo cấp phó phòng, phó trưởng ban và tương đương, chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, quy định số lượng tên gọi các đầu mối trực thuộc của từng cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên góp ý một số nội dung như đề nghị xem xét bố trí số lượng các phòng trực thuộc của 6 cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy phù hợp, không nên tăng số phòng trực thuộc so với quy định số 04. Cụ thể, Văn phòng Tỉnh ủy bố trí 5 phòng trực thuộc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bố trí mỗi cơ quan 4 phòng trực thuộc, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy bố trí mỗi cơ quan 3 phòng trực thuộc, xem xét điều chỉnh nâng tổng số cấp phó cơ quan tham mưu giúp việc lên không quá 18 người. Tôi cũng đề nghị là Ban Tổ chức Trung ương cũng nên xem xét tổng số lượng cấp phó của các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy thì nên quy định ở mức là không quá 18 người ở đây để tạo điều kiện thuận lợi cho các Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúng tôi linh hoạt trong việc sắp xếp bố trí cán bộ. Và cái quan trọng nữa là một số những các cái cơ quan tham mưu giúp việc khối lượng công việc ngày càng tăng, ví dụ như là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rồi Ban Nội chính Tỉnh ủy, đây là hai cơ quan trong thời gian vừa qua được giao thêm rất nhiều các nhiệm vụ mà Ban Tổ chức Trung ương cũng đã nghiên cứu và bổ sung thêm một số những các cái nhiệm vụ rất cụ thể cho hai cái cơ quan này. Hưng Yên cũng như rất nhiều các địa phương khác, bởi vì giới hạn biên chế cho nên là nếu mà đảm bảo nguyên tắc 5 người thì trở lên thì mới được thành lập phòng thì cái này cũng rất khó. Trong cái dự thảo cũng đã có tính đến cái trường hợp là chưa bố trí được biên chế, có thể là được phép ở mức thấp hơn là 4 người một phòng, thì tôi cũng đề nghị nó để linh hoạt không thấp hơn 4 người thành không thấp hơn 3 người để tạo điều kiện linh hoạt cho các địa phương sắp xếp bố trí cán bộ. Tôi cũng đề nghị là trong cái dự thảo quy định thay thế quy định số 04, các đồng chí thống nhất cho cái bộ phận hành chính tổng hợp hoặc là văn phòng, thì theo tôi chúng ta thống nhất tên gọi của cái bộ phận này ở tất cả các cơ quan tham mưu giúp việc lấy tên là phòng hành chính tổng hợp. Đấy, chúng ta thống nhất áp dụng trên phạm vi cả hệ thống. Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp của các địa phương, trình cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu sửa đổi bổ sung, bảo đảm tính kế thừa các nội dung còn phù hợp của quy định số 04, vừa cập nhật các quy định mới, đồng thời giải quyết được yêu cầu thực tiễn đề ra. Hôm nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 25. Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Trong buổi sáng, các đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Tư pháp về nhóm các vấn đề thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các dự án, dự thảo chính phủ trình Quốc hội, giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật, giải pháp kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực cho công tác xây dựng pháp luật thuộc trách nhiệm của chính phủ, thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành, nội dung chồng chéo, mâu thuẫn và những hạn chế sai phạm trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
thực trạng và giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá tài sản, giám định tư pháp. Trong buổi chiều, các đại biểu Quốc hội chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về các nhóm vấn đề, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản, hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, giải pháp tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu EC đối với thủy sản, việc chuyển đổi mục đích sử dụng, thu hồi diện tích đất trồng lúa, đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu gạo. Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về nguyên nhân và giải pháp để khắc phục tình trạng số lượng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn xảy ra. Việc theo dõi kiểm soát tàu cá còn bất cập, tình trạng tàu cá bị mất tín hiệu kết nối dài ngày còn chiếm khoảng trên 15% so với tổng số lượng tàu cá đã được lắp đặt hệ thống giám sát. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo công ty SK Ecoplan đến xúc tiến đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực môi trường tại tỉnh. Tại buổi làm việc, công ty SK Ecoplan đã giới thiệu khái quát về công ty và công nghệ tái chế hóa học dự án Minh Khai, huyện Văn Lâm. Đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam sản xuất dầu nhiệt phân bằng chất thải nhựa. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác lâu dài của tỉnh Hưng Yên với các doanh nghiệp của Hàn Quốc, giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vấn đề môi trường thu gom rác thải, xử lý rác thải trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đồng thời mong muốn hợp tác trong xử lý rác thải công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, đề nghị công ty đặt điểm nhà xưởng tại khu vực làng nghề tái chế nhựa Minh Khai để thuận lợi vận chuyển, xử lý rác thải. Tập đoàn nghiên cứu đầu tư nhiều lĩnh vực hơn nữa vào tỉnh. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị trao giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Hưng Yên cho sản phẩm nhãn lồng và kết nối tiêu thụ sản phẩm nhãn lồng. Anh Sử là một trong những hộ trồng nhãn mới được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Hưng Yên cho sản phẩm nhãn lồng. Với 0,6 hectare trồng nhãn theo hướng hữu cơ, mỗi năm gia đình thu hoạch từ 15 đến 17 tấn nhãn. Trong 2 năm 2022 và 2023, kết quả kiểm nghiệm cho thấy quả nhãn của gia đình anh Sử đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang châu Âu. Dù sản phẩm có chất lượng, nhưng việc tiêu thụ nhãn cũng gặp những khó khăn khi bị đánh đồng với các sản phẩm không rõ nguồn gốc trên thị trường. Từ trước này vẫn nói với nhau một câu rằng là nhãn tôi nhãn chuẩn Hưng Yên, thì đấy là chỉ là một câu nói cửa miệng thôi. Còn cái gì để mà bằng chứng thì nó là cái chỉ dẫn địa lý để mọi người tiêu dùng trên cả nước có thể là tìm hiểu và đi đến đúng địa chỉ để mua được cái nhãn chuẩn Hưng Yên. Tiêu thụ nhãn nó sẽ thuận lợi hơn, thì được nhiều khách hàng người ta sẽ tin tưởng hơn. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Hưng Yên cho sản phẩm nhãn lồng của tỉnh Hưng Yên gắn với kiểm soát chất lượng, mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá và hướng dẫn các tổ chức hộ gia đình sản xuất nhãn trên địa bàn tỉnh thực hiện đăng ký mới, gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Hưng Yên cho sản phẩm nhãn lồng. 60 tổ chức hộ sản xuất, trong đó gồm 14 hợp tác xã và 46 hộ sản xuất được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Hưng Yên, 2 tổ chức được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Long Nhãn Hưng Yên, 3 tổ chức cá nhân được cấp giấy chứng nhận mã số, mã vạch truy xuất nguồn gốc. Chỉ dẫn địa lý là cực kỳ quan trọng. Chính chúng tôi vừa rồi là được khách ở Trung Quốc sang tận nhà tôi, nhưng mà hiện nay là họ không ký vì lý do là chưa có mã vùng, mã vạch và cái tiêu chuẩn chất lượng và được công nhận về cái sở hữu trí tuệ chưa có. Cấp mã vạch, mã vùng đem lại hiệu quả rất lớn, để mục đích là giới thiệu người tiêu dùng, các bạn hàng, các doanh nghiệp về thu mua, biết được địa điểm những vùng nhãn chất lượng cao. Chúng tôi đang cải tạo rất nhiều cái nhãn ngon, ví dụ như nhãn Cửu Cổ, nhãn Đường Phèn là một trong giống nhãn quý. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, các hộ sản xuất đã ký kết tiêu thụ sản phẩm và có những trao đổi về giải pháp nâng cao giá trị nông sản. Được bảo hộ sở hữu trí tuệ là một trong những cơ sở công cụ góp phần nâng cao giá trị của nông sản nói chung, quả nhãn nói riêng. Tuy nhiên, để quả nhãn và các sản phẩm từ nhãn có chỗ đứng trên thị trường nội địa và xuất khẩu, thay đổi thói quen canh tác,
và lựa chọn những giống nhãn chất lượng là giải pháp lâu dài, bền vững. Hiện tại chúng ta đang áp dụng về cơ bản là Việt ghép, nhưng để chúng ta có thể phát triển và khẳng định được cái sản phẩm có thế mạnh nhất trên thị trường thì thậm chí chúng ta cũng phải nghĩ đến những tiêu chuẩn cao hơn liên quan đến global gap, hay là chúng ta nói đến các tiêu chuẩn về môi trường. Ví dụ như các siêu thị thì họ sẽ ưu tiên các cái nhà cung cấp có thể đưa hàng vào, đấy là các nhà cung cấp đã sẵn có của họ trên địa bàn của Hưng Yên. Chắc chắn là đã có những công ty, có những hợp tác xã vừa sản xuất rau củ quả và họ đang cung cấp hàng cho những siêu thị đó. Vậy thì chúng ta sẽ phải là gì, là dù sử dụng những cái đơn vị đó để đưa vào với cái câu chuyện là bao bì, nhãn mác cũng như là nhận diện và quy cách phù hợp với cả các cái hệ thống siêu thị đó. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến các văn bản mới nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững. Chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030 được Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch phê duyệt ngày 2 tháng 3 năm 2023 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, ngành du lịch đón 18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 130 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 8 đến 9% trên năm. Chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030 đưa ra 5 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để hoàn thành mục tiêu. Trong 7 tháng đầu năm 2023, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 6,6 triệu lượt, trong đó lần đầu tiên đón được trên 1 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023 và tháng 7. Khách du lịch nội địa ước đạt 76,5 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 416.000 tỷ đồng. Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về giải pháp thực hiện hiệu quả nghị quyết số 82, chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030 và mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên. Theo đó, thời gian tiệu trường sớm nhất vào ngày 29 tháng 8, riêng đối với lớp 1, tiệu trường sớm nhất vào ngày 22 tháng 8, tổ chức khai giảng vào ngày 5 tháng 9 năm 2023. Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, khối 10 và 11, giáo dục thường xuyên có 35 tuần thực học. Kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15 tháng 1 năm 2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 năm 2024 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2024. Lớp 12 giáo dục thường xuyên có 32 tuần thực học, kết thúc trước ngày 8 tháng 1 năm 2024. Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 18 tháng 5 năm 2024. Kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2024. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2024. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo. Hôm nay là ngày đầu tiên lực lượng cảnh sát giao thông cả nước thực hiện cấp biển số xe định danh theo thông tư số 24 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới. Ghi nhận tại lực lượng cảnh sát giao thông Hưng Yên cho thấy tình trạng nghẽn mạng và những bất cập cần khắc phục trong thời gian tới. Anh Đoàn Vinh Hải, tư vấn viên hãng xe Ford từ tỉnh Hải Dương sang Hưng Yên làm thủ tục đăng ký xe cho khách hàng tại phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên từ 8 giờ sáng. Sau 3 tiếng vẫn chưa hoàn thành thủ tục cấp biển số xe định danh cho khách hàng. Hôm nay là tôi đến hỗ trợ khách hàng đăng ký biển số xe mới. Hôm nay là tôi đến từ 8 giờ sáng và hiện tại đến giờ thì đến giờ cũng gần 11 giờ trưa rồi. Và tôi vẫn chưa cấp được biển số cho khách hàng. Trên thực tế, số lượng người đến làm thủ tục cấp đổi biển số xe định danh trong ngày đầu tại phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên không nhiều, khoảng 20 người. Nhưng sau 4 giờ làm việc, cả đội mới hoàn thành cấp được 2 biển số xe định danh. Nguyên nhân chậm trễ cấp biển số xe định danh là do nghẽn mạng. Phần mềm mới vẫn còn hạn chế khi dung lượng hình ảnh chụp chủ xe lớn hơn mức bình thường. Ngày đầu số lượng người dân tham gia đăng ký xe lớn, thành ra là cái tốc độ truy cập vào hệ thống mới chậm. Việc đăng ký mới thì liên quan đến việc đưa ảnh vào trong hệ thống phải qua một bước trung gian giải lén. Vì vậy là công tác đăng ký xe cũng sẽ chậm hơn so với trước. Đến bây giờ thì công đoạn sang nhượng giấy tờ xe thì đã hỗ trợ được tôi đến 80% rồi. Chắc khoảng một lát nữa thôi là giải quyết được công việc mà tôi muốn hỗ trợ.
Tại một số đội cảnh sát giao thông các huyện, thị xã, thành phố, tiến độ cấp biển số xe cơ giới trong ngày đầu định danh biển số cho thấy một số nơi đã không thể truy cập và khai báo khi hoàn tất hồ sơ gửi lên hệ thống, hoặc chỉ cấp được hai biển số định danh trên cơ sở đã hoàn tất khai báo các thủ tục thuế trong ngày hôm trước. Hy vọng cùng với sự khắc phục các vấn đề về đường truyền mạng Internet và hạ tầng công nghệ thông tin, tình trạng chậm cấp mới và cấp đổi biển số xe định danh sẽ khắc phục, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số nói chung và chính phủ điện tử nói riêng, đặc biệt là không để người dân, doanh nghiệp mất nhiều thời gian khi thực hiện cấp đổi biển số xe cơ giới định danh. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tổ chức ra quân thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa container theo kế hoạch ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Bộ Công an. Theo ghi nhận, trên tuyến quốc lộ 5, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 1 Phòng Cảnh sát Giao thông đã bố trí các tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu vực trạm thu phí ra vào tuyến. Các tổ này vừa kiểm tra vừa tuyên truyền cho tài xế chủ xe biết về kế hoạch tổng kiểm soát. Việc kiểm tra được tập trung vào ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe đưa đón công nhân, xe hợp đồng chở khách, xe buýt và ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Kiểm tra 20 phương tiện xe khách và container, nhìn chung các tài xế đã được tuyên truyền và nắm được quy định, trách nhiệm của người điều khiển khi tham gia giao thông. Đi trên đường thì mình phải đảm bảo về bản thân mình, cái gì mình cũng chấp hành. Luật giao thông đường bộ đưa ra, mình không phóng nhanh vượt ẩu mà cũng không dùng các chất kích thích. Từ trước giờ mình đã chấp hành rồi, nhưng bây giờ có các anh ấy nhắc nhở nữa thì mình lại càng phải cố gắng hơn nữa. Tuy vậy, vẫn còn nhiều trường hợp chưa chấp hành luật giao thông. Qua kiểm tra trên tuyến quốc lộ 38A, tổ tuần tra kiểm soát phát hiện xe ô tô vi phạm chở khách không đóng cửa xe theo quy định. Xe khách chạy biến đường dài, mỗi lần các anh tuyên truyền thì nâng cao ý thức cho bản thân. Trong những ngày đầu thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát, lực lượng chức năng chỉ tiến hành nhắc nhở và yêu cầu chủ xe, tài xế bổ sung đủ giấy tờ. Theo kế hoạch, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10 năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông trên các tuyến sẽ sử dụng tối đa hệ thống camera giám sát trên tuyến để phát hiện vi phạm, phối hợp cùng các tổ tuần tra kiểm soát trên đường để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và không có vùng cấm. Để công tác triển khai kế hoạch tổng kiểm soát có hiệu quả, thì Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền để cho người dân thực hiện và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật. Những trường hợp nào nếu còn vi phạm thì tiếp tục xử lý, và xử trên quan điểm tinh thần là xử lý triệt để các hành vi vi phạm. Những người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 10 chỗ trở lên, xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ để kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải hàng hóa bằng container, các hành vi vi phạm về quy tắc giao thông và điều kiện của người điều khiển phương tiện như nồng độ cồn, ma túy, xe hết niên hạn sử dụng, xe quá khổ, quá tải trọng, tốc độ, dừng đón trả khách không đúng quy định, xe không có kiểm định. Thưa quý vị và các bạn, thực tế trong thời gian qua, tình trạng lừa đảo nhắn tin vay tiền qua mạng đã có không ít người cả tin và mất tiền. Vậy đối với những nạn nhân của trò lừa đảo này, có thể làm gì trong trường hợp bị lừa đảo? Trên thực tế, rất nhiều người là chủ tài khoản bị chiếm đoạt thông tin cá nhân, lẫn nạn nhân bị mất tiền bởi trò lừa đảo này, thường im lặng hoặc chỉ cảnh báo trên trang cá nhân của mình. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, hành vi chiếm đoạt hoặc giả mạo tài khoản mạng xã hội của người khác rồi nhắn tin lừa vay tiền hoàn toàn có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ hành vi, thì hành vi phạm tội của những đối tượng này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Xử phạt vi phạm hành chính từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng theo quy định tại điểm C khoản 1, điều 15, nghị định 144 năm 2021 của Chính phủ, hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với chủ tài khoản hoặc những người không may bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì cần phải trình báo ngay với cơ quan chức năng, cũng như cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan, cũng như phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, trên thực tế, ngoài một số trường hợp mất số tiền lớn được trình báo với cơ quan chức năng, thì những người bị đánh cắp thông tin nhưng chưa có thiệt hại hoặc thiệt hại ít về mặt kinh tế sẽ cần biết được các biện pháp để chủ động bảo vệ tài khoản của mình. Một cách đơn giản nhất, ví dụ như là mình tự chủ động phát hiện được ra tài khoản Zalo của bạn hay Facebook của bạn có đăng nhập trên thiết bị khác, nhưng cái thiết bị đấy lại không phải là thiết bị của mình, thì khi đó mình có thể dừng lại ngay trên stop ngay trên cái ứng dụng Zalo mà trên điện thoại mình đang sử dụng. Thế còn cái tình huống xấu nhất, Zalo của bạn bị mất
cả điện thoại của bạn cũng bị mất, thì khi đó là cần phải thực hiện liên hệ với lại tổng đài của Zalo cũng như là của Facebook để thực hiện ngăn chặn là dừng cái tài khoản đó lại. Mạng xã hội là nơi khi người dùng cho phép, bất kỳ ai cũng có thể vào xem và tìm kiếm thông tin cá nhân của người đó. Do vậy, để hạn chế tối đa tình trạng bị chiếm đoạt thông tin tài khoản và lợi dụng lừa đảo, mỗi người dùng nên chủ động tìm hiểu các phương pháp bảo mật tài khoản mà các nhà mạng đã chỉ dẫn, cũng như bảo mật thông tin cá nhân của chính mình để tự đảm bảo an toàn cho chính tài khoản của mình và các bạn bè trên mạng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.